Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Câu của mình ha. Mình chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video này mình chia sẻ về vấn đề là cách mà làm cho cây mai mình nó gầy tàn, đều tàn và nhặt lá ha. Thì nãy mình cũng tính không có tính làm cái video này, nhưng mà mình suy nghĩ thì thôi mình nên làm. Tại vì nãy mình mới tỉa bớt nè, các bạn thấy nè ha. Mình tỉa một đống, mình dục ở đây nè các bạn ha. Đó, mình lấy những cái nhánh đây mình minh họa cho các bạn xem ha. Đó, thấy nè. À, mình tỉa một đống một dục nè ha. Thì những cái này là những cái gì? Những cái này là những cái cây mà nó bị vương đọt khi mà bị cái trời mưa đó các bạn ha. Nó vương đọt như vậy nè các bạn. Đó. Ha. Thì tại cái cây này tại sao mình không rong? Tại vì cái cây này nè. Tại này cây, xin lỗi, cây này mình tại sao mình không chịu con tỉa lại nha. Tại vì cây này nó mới phục hồi nên mình để cho nó sung các bạn ha. Còn những cái cây khác thì mình nên bấm tỉa hết ha, bấm tỉa sát vô đây luôn các bạn ha, bấm tỉa sát vô đây luôn nè các bạn ha. À, mình thấy ha, mình bấm tỉa nè, bạn thấy ha. À, những cái đọt mà nó vươn dài như thế này ha, mình bấm sát vô luôn các bạn ha. À, bấm sát vào tất cả hết luôn. Rồi những cái đọt mà nó hơi nhú nhú như thế này nè, nó nhú như thế này nè ha, mình phải bấm nè, nãy mình quên bấm nè. À, bạn bấm sát cho mình luôn nha. À, bấm sát cho luôn đó ha. À, nó vươn đọt nè ha, bấm sát cho mình luôn đó, chứ không có để nó vươn dài nha các bạn ha. Nè, nó vươn đọt là bấm sát cho luôn. Thì một ít bấm như thế này thì mình sẽ phân tích ha. Khi mà bạn bấm như vậy nha thì cái quá trình mà sinh trưởng của cái nhánh này nè nó sẽ bị hạn chế lại ha, hạn chế lại xong nha, là những cái vị trí mà nó không có chịu đâm tược, nhưng những cái vị trí này nè ha, những vị trí khác, những vị trí mà bị lép này nè, nó không đâm tược thì nó sẽ không có dồn nhựa nuôi cái thằng này, thì nó sẽ nuôi, nó lưu dẫn, nó nuôi những cái thằng này để mấy thằng này già. Còn nếu các bạn để những cái nhánh mà nó vươn tược như thế này hoài ở trong cổ này nè thì nó mốt cây mai của bạn nó sẽ mất cân đối và tàn ha. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, khi mà nó vừa dưỡng nhựa rồi nó nuôi những cái chỗ mà không có da rồi á, thì những cái chỗ mình bấm nè nó sẽ thời gian sau á nó sẽ hình thành những cái xương chèo, những cái xương chèo làm cho cái chỗ này nó, của mình á, nó sẽ đâm những cái xương cá ha, làm cho cây mai mình nó sẽ kín và gầy tàn hơn. Còn các bạn để vương dài như thế này á, thì nó sẽ nè vương dài như thế này nè, ngắt hết các bạn, không có chừa ha. Cây này bị nấm hồng nặng luôn á, nè nó vương dài như thế này nè, ngắt hết các bạn, để cái để ha, bạn để thì nó sẽ yếu cái cây mình nè, nó cây mình nó xấu lắm các bạn, đó, ngắt hết, à, kể cả những cái nhánh mà nhỏ nhỏ mới già thì cũng ngắt luôn các bạn ha, à, ngắt luôn đi, bạn cứ ngắt đi, ngắt thì nó sẽ những cái chỗ mà như cái chỗ này nó không đâm nè, hoặc là không đâm nè thì nó sẽ đâm, ha, à, những cái chỗ mà nó đâm yếu hơn thì nó sẽ đâm, tại vì bạn biết ở trên một cái cây mai á. À, ví dụ như mình là cái cây này cho bạn hình dung rõ hơn ha. À, những cái cây này nó yếu nè thì bạn thấy những cái chỗ mà nó mạnh ha thì nó sẽ đâm tược, rồi những cái chỗ mà yếu nè, những cái chỗ yếu nè thì nó không đâm. Thì mục đích khi mà bạn bấm nha, bạn ngắt đọt như thế này nè thì nó sẽ dồn nhựa, nó không nuôi chỗ này nữa mà nó nuôi những cái chỗ mà chưa có đâm này nè, làm những cái chỗ chưa đâm này nó sẽ đâm, để cái cây mai mình chỗ nào nó cũng đâm hết, nó sẽ đều tàn. Còn nếu mà bạn không chịu bấm, bạn không chịu bấm, bạn tiếc, bạn sợ, bạn không chịu bấm ha, thì nó cứ dài dài như thế này hoài thì những cái chỗ mà nó yếu, những chỗ yếu như thế này nè nó sẽ không già các bạn ha. Đó, bạn phải bấm như vậy hết cho mình. Và kể cả cái cây này nó mới già, có những cái nhánh nè, có một số nhánh mình cũng bấm nè, cho bấm nè ha. Đó, nó mới già một số thôi, cây này cũng yếu mà mới già một số thôi, bị nấm hồng nữa nè. Đó, mình cũng bấm để những cái mé bên đây nè ha, mình thấy những cái mé bên đây nó sẽ đâm, nó dồn nhựa nó đâm, tại vì khi mà cái lượng nhựa mà ít ổi á, mình nói những cái cây mai mà nó đâm không đều là những cái lượng nhựa nó ít ổi hơn những cây mai sung đó. Thì khi mà bạn nó không cung cấp đủ, nó không cung cấp đủ cái lượng nhựa đều hết chung quanh những cái nhánh cây đó, chính vì thế mình phải ngắt như vậy để nó nuôi những cái chỗ mà nó không yếu nè, nó lưu dẫn nhựa yếu nè đó, thấy ha. Thường là những cái cây mai nó hơi yếu á, thì nó sẽ đâm không đều đó, chỗ nào mạnh nó đâm, chỗ nào mạnh nó đâm đó, chỗ nào mạnh nó đâm và nó sẽ lấn áp những cái chỗ yếu. Nếu mà bạn không chịu cắt chặn bấm đọt như thế này đó, không chịu bấm chặn như thế này ha,
đó, bấm đặt như thế này. Cái mục đích là như vậy. Hồi nãy mình bấm một số luôn các bạn ha. Với những cái cây mà nó bị vương đọt dài á, do mưa nhiều nè, nó ngay này nãy mình bấm nè, vương đọt dài nha. Nó những cây nó nhỏ là nó vương đọt dài. Bấm hết. Rồi, cả những cái cây này nó ít nó bị vương đọt mình cũng bấm nó nè các bạn. Ha, bấm hết. Đó. Bấm như thế này thì nó mới điều tàn và nó ngặt tàn. Còn các bạn đã không bấm á thì những cái chỗ mà phát triển này nè nó sẽ vương dài hoài. Còn những cái chỗ mà nó yếu, nó không lưu dẫn nhựa được á thì nó sẽ không cạnh tranh lại ha, bạn lưu ý điều đó cho mình. Những cái cây mà từ trung bình đến mà cây sung thì bấm hết các bạn ha, trừ những cái cây mà quá yếu thì không nên bấm thôi đó. Trừ những cái cây mà quá yếu thì mình không nên bấm thôi đó. Có những cái cây này ha, mà thấy là cây này margin ha, nó vương đọt ghê không, nó cứ vương đọt nhiều hoài ha. Mình mới bấm một lần nhà, nó ra lại nó cũng vương đọt nữa nè ha. Thì margin á, sau khi bạn bấm như thế này á, sau khi bạn bấm như thế này á thì bạn đừng có bón cái thằng 30-10-10, không bón đạm cao nó vương đọt tiếp các bạn, và mắt lá nó thưa nữa, nó xấu lắm. Các bạn sử dụng cái thằng 16-16-8 bón cho mình ha, hoặc là có thể sử dụng 3-16-17 luôn nữa. Tại vì không biết á, khi mà sử dụng mà đạm lan kali bằng nhau á, vào những cái thời điểm mà đầu năm như thế này nè, thì cái đạm nó vừa phải á, nó không có giúp cho cái cây của bạn nó vương đọt, và nó có thêm kali á, kali cao á, kali hơi cao á, thì nó sẽ giúp cho cái những cái nhánh này nó mập à, những cái nhánh này nó mập các bạn ha. Kali bón cho cái thời điểm này là nó mập các bạn, chứ nó không có làm già lá nổi đâu. Trừ khi mà giai đoạn mà cuối năm á thì bạn bón kali á nhiều á nó mới già lá thôi. Còn lúc này bón kali vừa phải á thì nó không sẽ gây, không có gây già lá đâu các bạn ha. Lân nó cũng vậy, lúc này cần phải bổ sung lân, tại vì mình đã có video mình nói vậy, mùa mưa thì các bạn phải bổ sung lân cho mình. Tại vì mùa mưa cái bộ rễ mình nó yếu lắm các bạn ha. Tại sao mùa mưa lại bộ rễ mà nó yếu? Tại vì mùa mưa nắng ít á, cái cây mà nó quang hợp ít và hô hấp ít. Chính vì thế cái độ ẩm trong các trồng nó cao hoài nè. Thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là ôi nước, bộ rễ thiếu oxy và hình thành nấm. Chính vì thế là bộ rễ là ưu tiên nhất để mà mình làm cho bộ rễ nó khỏe trong những cái ngày mưa, tháng mưa này. Tháng mưa này nó kéo theo những cái bệnh nhiều lắm các bạn ha. Mà mưa nhiều, mưa đừng có ham mưa nhiều mà cây nó tốt đâu ha. Mưa nhiều cây nó không có tốt đâu các bạn ha. Mưa nhiều nó hình thành những cái bệnh trên lá rất là nhiều các bạn. Chính vì thế các bạn phải xịt ngừa cho mình, nào là nấm hồng nè, thì các bạn có thể xịt sang kẽ ha. Thằng nhện đỏ cũng có thể xịt ngừa nè. Rồi thằng sâu xanh, sâu tơ trong mùa mưa nó cũng có hình thành đó nè. Rồi bọ chỉ nè ha. Rồi những loại như tháng thư, rỉ sắt nó hình thành. Nói chung là trong mùa mưa thì nó bệnh nó nhiều hơn mùa nắng các bạn ha. Mà đừng có ham là chăm sóc cây mai trong mùa mưa nhiều ha. Mùa mưa này nó ôi nước ghê lắm nè, như cái chậu này nó ôi nước nè. Mà thấy là ha, không nên tưới nhiều nước trong những cái ngày mà mưa nhiều nắng ít nữa các bạn. Tưới hoài này cây mai mà nó càng cái yếu. Vì mình phân tích á là cây mai là cái cây chịu hạn, đừng có sợ nó thiếu nước, mà chỉ sợ nó dư nước thôi các bạn ha. Thiếu nước thì mình bổ sung vô cho nó liền. Khi mà cái chậu mình quá khô á, mình thấy cái chậu mình nó quá khô, mình chỉ cần mình thấy đá nó buồn á, chỉ cần tưới nước vô lại là cây mai nó tỉnh nè. Còn mà cái cây mai mà nó dư nước á, nó ẩm ẩm như thế này hoài à, gặp mưa nữa. Rồi nè bạn thấy nè, úp như thế này nó hình thành nấm nè, bạn thấy hình thành nấm nấm không? Nè nấm trắng nè ha. Đó, cái mình nó úp sơ dừa nè, nó nấm nè. Ha. Nè nấm vậy nó ảnh hưởng cái cây nè. Đó, mình nó úp sơ dừa ha, mà gặp mưa nhiều á, độ ẩm cao nó hình thành nấm nè, đó. Mình ghét úp sơ dừa lắm. Đó, sơ dừa nè. Cái khô này nó không bị nấm, cái này nó bị nấm nè. Cái nào bị nấm, cái nào tàu tư nó bị nấm liền các bạn ha. Đó. Cái khô này nó không bị nấm. Nè, mấy cái vỏ khô này không bị nấm ha. Cái vỏ này nó tươi nè. Mình thấy cái vỏ này nó tươi nè. Nó bị nấm liền ha. Thấy tai hại không? Đó. Nó kiểm tra ha, đó. Nè, bạn thấy nè. Nấm thì nè, khi mà nó bị một cái và nấm nó lan tỏa liền nè. Thì nấm là cháu sống này nó dễ hình thành nấm nữa nè các bạn ha. Đó nè, cái nấm nè. Đó. Cái tai hại không? Đó. Phải kiểm tra nè. Hình thành nấm, cái mùi nấm nực nồng luôn nè ha. Đó. Thì đối với những chậu này thì nó đã có nấm rồi, thì các bạn
dở mấy cái này ra cho mình ha, để nắng nó chiếu vô để nó tiêu diệt nấm bớt. Bây giờ trồng cây mai mà không kiểm tra, cứ tưới nước hoài là cái cây mai nó đi về thế giới bên kia luôn các bạn ha. Đó nè, thấy cái độ ẩm cao rất là tai hại ha, nó hình thành nấm trắng 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 giáo luôn nè. Mà thấy chỉ có một cái mụn rùa nó bị nấm thôi thì nó sẽ lây tất cả các cái khác nè ha, thấy à. Đó nè, nấm nghe mùi, mùi nấm nực nồng luôn các bạn. Đó. Thì cái việc úp bằng sơ dừa như thế này nè, thì mùa nắng thì nó tốt, mùa mưa thì vẫn thấy tai hại ha. Mùa mưa thấy tai hại liền, thấy chưa, nó hình thành nấm liền. Đó. Giờ ở dần như thế này để chậu nó thông thoáng vào mùa mưa. Đó. Nên là trồng chậu nhỏ nha các bạn ha, chậu lớn thì nó còn tai hại dữ nữa. Đó, thấy hình thành nấm nè ha. Thằng cháu sống này mình không thích xài nó là như vậy á, cháu sống này nó dễ hình thành nấm lắm các bạn nè, cháu sống nè thành nấm nè, đó, thấy nó hình thành nấm không đó. Mùa nắng thì mình úp như vậy. Các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình ha thì nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình nha các bạn. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng ha. Các bạn thấy hay hãy cho mình một like, bạn nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn. Rồi hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.